Kính thưa các quý vị, Tết đã không chỉ là cơ hội để gia đình sum họp, thăm họ hàng, chú bác, bạn bè, mà Tết còn là thời gian để các gia đình và những người thân đi du lịch, du xuân, tham gia các trò chơi dân gian, những điệu hát truyền thống. Trong những ngày đầu năm mới này thì nhiều khu du lịch đã tổ chức những hoạt động phong phú phục vụ người dân du xuân tham quan thưởng lãm. Thời tiết nắng nóng khiến nhiều loài hoa tàn sớm. Chuẩn bị cho hội hoa xuân, hàng chục cán bộ công nhân ở khu du lịch Flamingo Đại Lải Resort đã phải tăng cường 3 ca trực Tết. Hàng chục loài hoa duy trì được tới ngày hôm nay như thế này là nhờ được tưới mát cả ngày. Thời tiết năm nay thì nó nắng nhiều so với mọi năm. Thì cái hoa của mình nó ưa cái vét hơn. Thế khi cái hoa mà lúc mình trồng chăm sóc, trong quá trình chăm sóc nó ở trong nhà lưới thì nó sẽ mát mẻ hơn. Nói chung cái hoa ở đấy thì tuyệt vời, ở nơi lên đủ màu sắc, đủ loài hoa, không thiếu loài hoa gì cả. Hội xuân Flamingo Đại Lải Resort diễn ra cho đến hết tháng Giêng vào các ngày nghỉ cuối tuần. Không chỉ có hình ảnh làng quê xưa, lễ hội Tết xuân còn tái hiện không gian truyền thống với những trò chơi dân gian quen thuộc như ô ăn quan, kéo co, nhảy dây. Đặc biệt du khách còn được nhận những món quà tượng trưng cho may mắn trong năm mới như tặng chữ đầu xuân, tặng muối, diêm. Cho đến năm nay đó là năm thứ tư mà chúng tôi tổ chức cái hội xuân Flamingo ở tại Flamingo Đại Lải, thì cũng với rất nhiều trò chơi đa dạng. Nhưng mà bên cạnh đó chúng tôi cũng có, năm nay chúng tôi cũng có một cái sự lồng ghép nữa với cả văn hóa dân tộc ở tại đây. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều trò chơi dân gian được mở rộng. Và chúng tôi cũng sẽ hy vọng là trong rất nhiều năm tới, mỗi một năm chúng tôi lại mở rộng ra và làm đa dạng tất cả những cái trò chơi. Dù cách Hà Nội hơn 40 km, nhưng lễ hội truyền thống như thế này đã đặc biệt thu hút khách du lịch tới thủ đô Hà Nội. Sau cả năm làm việc vất vả, được tham gia vào những trò chơi truyền thống, được nghỉ ngơi thỏa sức chụp ảnh bên những cánh đồng hoa trải dài, đã trở thành thú vui tao nhã với du khách mọi miền. Đây cũng là cách để người Việt quay lại với Tết truyền thống, một thứ mà chỉ còn lại trong ký ức tuổi thơ của người lớn.